Và một vòng eo săn chắc kèm với một làn da tươi tắn thì cái gì cũng phải có bí quyết mà để không mất nhiều thời gian. Thì cả nhà có biết đây là gì không? Ta-da! Đây là một bí quyết không thể thiếu hàng ngày của Trâm, đó là thạch giảm cân Jelly Slim. Hiện tại thì thạch giảm cân Jelly Slim này á đang rất hot trên thị trường và nhiều người tin dùng. Hôm nay Trâm sẽ review về sản phẩm này cho tất cả các bạn nha. Đây là thạch giảm cân Jelly Slim. Nhắc tới thạch là thế nào các bạn cũng nghĩ ngay nó sẽ rất là ngọt phải không nè. Nhưng yên tâm nha, nó hoàn toàn không ngọt đâu, bởi vì nó được chiết xuất từ quả bứa. Mà quả bứa thì có vị thanh và mùi dịu nhẹ, khi ăn vào lên rất là ngon mà không hề bị ngọt. Sẽ giúp mình giảm cảm giác thèm ăn nè, tiêu tan đi lượng mỡ thừa. Ngoài ra còn kết hợp nhiều thành phần như là nấm linh chi, vitamin C, chiết xuất cam đỏ. Nó sẽ giúp cho mình đẩy lùi đi quá trình lão hóa, săn chắc cơ sau khi giảm cân, cho nên là Trâm cực kỳ thích sản phẩm này luôn. Bây giờ Trâm sẽ chỉ cho các bạn sử dụng với cái Jelly Slim này nha. Thì trong một gói thạch Jelly Slim này nè, chúng ta sẽ có 14 gói nhỏ, tương đương với sử dụng 7 ngày. Thì đây bây giờ Trâm sẽ cắt một gói, Trâm hướng dẫn cho cả nhà xem. Rất là dễ dùng, rất là dễ luôn. Đây là thạch thì các bạn Trâm dùng gần các bạn xem nha. Đây là thạch gì đó, đây cái gói thạch chúng ta sẽ rất là, nhưng mà nhìn các bạn nhìn cái gói thạch đó nó rất là trong. Cái gói thì rất là tiện dụng, các bạn thấy nó rất là nhỏ gọn không? Mỗi một ngày chúng ta đi, chúng ta mang theo hai gói bỏ trong giỏ sách thôi, thì rất là tiện cho chúng ta có sách lui. Chúng ta không phải bị quên ăn thạch nè, hay là chúng ta không phải bất tiện khi mà sử dụng hai gói như thế nào đó, bởi vì thì mở ra là ăn được liền luôn. Sau khi mà Trâm ăn thạch được 3 ngày á, thực sự mà nói thì Trâm cảm thấy là cơ thể của Trâm bắt đầu là có một sự thay đổi nhẹ nhàng. Cái cảm giác mà làm cho Trâm thèm ăn á cũng không còn nữa, bắt đầu giảm dần luôn, và Trâm cảm thấy là người của Trâm còn nhẹ nhõm. Và sau khi mà Trâm ăn được 7 ngày thì Trâm cảm thấy là cơ thể có một sự thay đổi rõ rệt, đó là vòng eo của Trâm á giảm từ 5-7cm luôn các bạn. Hồi trước là vòng eo của Trâm á chưa đo cho trước là 65-66cm, nhưng mà sau khi mà Trâm ăn thạch được 7 ngày thì Trâm giảm từ 5-7cm, và vòng eo hiện tại của Trâm khi mà Trâm đo chỉ có 58cm thôi. Thực sự là con số rất là đáng mừng. Và trong một tuần thì sau khi mà Trâm ăn thạch được 2 tuần, Trâm lại càng phát hiện cơ thể của Trâm là càng thay đổi rõ rệt hơn, đó là cái cảm giác mà không có thạch không chịu được, tức có nghĩa là Trâm đã quen dùng cái việc ăn thạch rồi, là cứ mỗi buổi sáng khi mở tủ lạnh cái Trâm lấy một gói Trâm ăn. Trâm ăn xong rồi Trâm lại lấy một gói, trước khi ngủ Trâm lấy một gói Trâm ăn nữa. Thì sau 2 tuần sử dụng thì Trâm cảm thấy là cơ thể mới 2 tuần sử dụng thôi mà Trâm cảm thấy cơ thể của Trâm là giảm khoảng 3 kg. Giảm đi 3 kg và cơ bụng của Trâm sau khi mà giảm nó rất là săn chắc và không có bị chảy xệ hay bị dùng da gì hết. Và Trâm cảm thấy là Trâm rất an tâm và cảm thấy là Jelly Slim là một cái giống như là món quà tinh thần cũng như là món quà cho cơ thể của Trâm gì đó. Trâm rất là thích. Sau 2 tuần sử dụng á thì mỡ dưới bắp tay nè, mỡ bắp đùi nè, hay là mỡ bụng dưới của Trâm á đều giảm rõ rệt luôn và rất là săn chắc. Thì theo như Trâm tìm hiểu, hàm lượng trong quả bứa này á ở gói Jelly Slim là 100mg một gói. Vị chi một hộp á là 14 gói sẽ là 1400mg. Trâm mới thắc mắc là ủa tại sao lại nhiều như vậy, bởi vì quả bứa rất là khó tìm. Thì sau khi tìm hiểu Trâm mới biết Jelly Slim đã nhập quả bứa từ New Zealand về, nghe rất hấp dẫn đúng không? Để mà giảm cân á, một cách an toàn, một cách hiệu quả và luôn luôn đảm bảo sức khỏe cho chúng ta thì các bạn hãy tin và dùng Jelly Slim này nha. Một sản phẩm đang rất hot trên thị trường luôn. Chúc các bạn có một vòng eo thon gọn, săn chắc và một mốc dáng thật mạnh khỏe cùng với thạch giảm cân Jelly Slim. Xin chào các bạn.